dạng như kiểu là hơi bê đê vậy đó. Thích bạn này lắm, kêu là Như ơi Như, có thằng này nó đẹp trai lắm, mày ra mày coi mặt giùm tao. Là lúc đó là kiểu là mình ghét, nhưng mà mình giống như mình cố ý mình cua để bỏ ghét luôn là đó. Em đó không? Đúng không? Quỳnh Hiểu Lam và Angela Baby. Mà hai em giới thiệu về mình. Em tên là Lan Tài, năm nay em 26 tuổi. Nghề nghiệp của em là chụp hình với lại làm thẩm mỹ. Wow. Dạ, còn em là Đinh Thị Huỳnh Như, 28 tuổi. Và em làm giám đốc công ty của mỹ phẩm. Tài với Như là hai bạn quen nhau như thế nào? Dạ, vợ chồng em lúc đầu là hơi khắc khẩu, có không có một cái ấn tượng không có tốt về nhau. Là bạn này rất là chảnh, mà em là có một người bạn dạng như kiểu là hơi bê đê vậy đó. Thích bạn này lắm, kêu là Như ơi Như, có thằng này nó đẹp trai lắm, mày ra mày coi mặt giùm tao. Là ảnh rồi, là cho ảnh nha, chứ không phải là dành cho mình nha. Cái ra ảnh kêu đây nhìn đi, cái anh này anh chảnh lắm mà anh lại kiểu không thích con cái kiểu khác phái như vậy. Cái ra anh ngước mặt lên trời nè, trong đó nhục mặt mà chưa, tình cờ bạn đó vào quán kế bên nhà em ăn thì giống như là cũng đụng mặt nhau thôi. Thì mình nghĩ là bạn này đã chảnh từ xưa rồi nên mình không bao giờ nhìn mặt. Ai ngờ anh ấy lại thích mình, ảnh lại để ý, lúc đó ảnh chia tay bạn gái anh lại để ý. Thế tại sao em đã thích bạn này từ lúc nào mà để sau khi mà em chia tay với bạn gái thì em lại quyết định đến để mà không, cái lúc đó là chia tay chưa? Lúc đó là đã chia tay bạn gái rồi. Thì đó em mới tìm hiểu. Em cũng có đi chơi với lại bạn của em ở bên kế bên cái nhà hàng của bạn này, là bán giống như quán cơm ăn bình thường. Ăn mấy ngày sau bắt đầu mới thấy là chiều nay bắt đầu khoảng chừng giờ 6 giờ mấy tới 7 giờ là gặp cô này ở trong quán, giống như là vô cái sổ sách gì đó, xong cái đi vòng qua bên này đi mua shop quần áo ở kế bên 2 căn. Thì ủa mà sao kỳ vậy ta? Có phải là không biết là mình thích cổ, biết là mình thích cổ hay là sao, hay là sao mà cứ chiều là cứ đi mua đồ hoài, lạng qua lạng lại hoài thôi, mua đồ hoài, mình thì ăn cơm hoài. Bởi vì mình mới thấy, mình nói nhỏ này hồi xưa mình ghét, mà bây giờ cái nó sao thấy nó dễ thương quá vậy ta. Là lúc đó là kiểu là mình ghét, nhưng mà mình giống như mình cố ý mình cua để bỏ ghét luôn. Là đó em đó không? Đúng rồi, sau đó mới hẹn đi ăn. Thì bạn này á, là nhà em là bán quán đêm, bán tới 4 giờ sáng lận. Thì bạn này cũng hẹn em là đi sáng anh sẽ qua rước em và đi ăn với em. Nó ok, cứ đúng giờ sáng, 4 giờ sáng lại đi thì đi, thì được thì đi. Mà em biết chắc chắn là không ai thức được tới giờ đó hết. Thì sáng đó cái hả, ảnh cũng ngủ, ảnh im re luôn. Em về em ngủ luôn tới 10 giờ sáng. Anh giật mình, anh dậy nói trời sao em không nhắn tin cho anh gọi hồi. Anh nói thôi gọi gì để em ngủ. Là anh tức lắm rồi, nó là con nhỏ này nó quá chảnh đi. Cái anh cũng tức. Cái xong tối đó anh hẹn nữa, anh mới hẹn là tối nay 4 giờ sáng anh sẽ qua em. Em nói ok thì cứ qua được thì cứ đi. Cái xong rồi ảnh mới đúng 4 giờ sáng ảnh có mặt trước cửa tiệm. Thì lúc đó mới là lần đầu tiên đi ăn. Chiều ngày hôm đó trước khi em đi làm là ảnh qua ảnh đón đi vòng vòng chơi, đi ăn đi uống này đó. Là lúc đó tụi em mới là tìm hiểu nhau. Nói chung là câu chuyện của các bạn nó bắt nguồn từ ghét nhau, chảnh anh chảnh chị. 49 gặp 50 đó, chảnh anh chảnh chị. Ủa Tài, em năm nay là hai mấy? 26. Thái sáu, bạn này nhỏ hơn em 2 tuổi. Mà em kể anh nghe, lúc mà mới quen lại nhà em, mẹ em nói trời cái ơi. Cái ấn tượng đầu tiên mà giống như là em lên đón bạn này, cái bữa sau mà nói là bữa sau mà sau cái bữa em ngủ á, thì em tới như cái quán đây thì em đứng ở ngay đầu đường thôi. Thăm cái mới gọi là em ơi, anh tới rồi mà anh đứng ở ngoài đầu đường này nè. Nên là thôi anh chạy vô đây đón em luôn đi. Thì mình mới chạy vô, thì vừa chạy vô cái cũng không có biết là gặp mẹ của bạn ấy nữa. Cái bạn ấy đi về không, cái mẹ bạn ấy nói mày nói trời Như sao mày quen ai mà nhìn Nikolai nhìn nhỏ hơn mày nữa vậy Như. Cái mình cũng hỏi ủa anh sinh năm mấy, mình cũng phải đính chính lại giùm. Cái đó là sinh năm 91 bằng tuổi mà. Cái mình cũng nói có mẹ ơi bằng tuổi mà, tại vì mặt nó trẻ thôi. Thì mình nghĩ là như vậy. Lúc mà giấu con 3 năm trời, em cũng hơi dị đoan, hay đi coi bói cũng xin nói là sinh năm 91 rồi làm bát bo ảnh cũng giấu. Ảnh cũng giấu cái bát bo của anh đi và làm thi bằng lái xe, nói chung là giấu tất cả thông tin luôn. Có đợt về nhà nội của Tài chơi thì bà nội thì hơi là kiểu lớn tuổi rồi, nhưng mà bà nội rất là minh mẫn. Bà nội hỏi là kiểu hay là ủa Tài sinh năm 9 tuổi con gì. Cái em hiểm lẹ miệng nói dạ Tài tuổi con dê. Tôi nói không, nó phải tuổi dê đâu, nó tuổi gà đó. Không có nội, nó không có đâu, Tài tuổi dê, Tài tuổi con của con mà. Cái bà nội mới nói là không, nó tuổi gà. Cái mình mới dằn xuống mà nó
nó xạo, chỉ có thằng này nó xạo thôi chứ không thể nào là nó xạo được. Cái mình cũng im mình lên là có ổng đó mà anh cũng cười cười ni mình đơ đơ đơ. Em đi xuống dưới tôi, em đi xuống phòng dưới đất á, em mới mở em lục cái chứng minh dân ra em cầm lên em quăng. Kỳ gì sinh năm 93 là sao kỳ vậy, nó có gì đâu mình phải giấu vậy, cũng gần cưới rồi. Cái lúc mà ngày tụi em cưới nha, mẹ mới hỏi là coi nó ngày mấy tháng mấy để đi coi ngày. Dạ xin cái nói ngày tháng sinh năm 91. Cái gì sinh năm 93, em nói sinh năm 93. Cái mẹ nói cái gì sinh năm 93 là nhỏ mày 2 tuổi rồi hả? Đúng rồi, nó nhỏ 2 tuổi. Mày không là mẹ ơi. Tại vì ba em cũng nhỏ hơn mẹ em 2 tuổi. Đó. Mẹ không có thích cái chuyện đó, nó tái hiện lại với cái thế hệ sau. Nhưng mà rồi nó cũng dính nghe nè, hai tụi em quen nhau rất là vui. Dạ. Nhìn trẻ trung như thế này chắc đâu bao giờ giận hờn nhau đúng không? Có chứ, cũng có tụi em á là em bị giận nhiều đúng không mày? Cũng có, hai đứa em cũng gây lộn với lại giận nhau. Mà mỗi lần giận nhau thì ai là kèo trên? Bạn này là kèo trên, bạn này là nóng tính với lại cái miệng lớn lớn, cho nên mỗi lần mà gây lộn á là em tìm cách nào cho nó đừng có nói nữa là bịt cái miệng ra thôi. Mà lần nào bịt cái miệng vô thì hồi đó là không biết là có thương em hay không nữa, mà lần nào cắn vô cũng chả máu thì xịt mỡ hết ở đây tới đây rồi ở đây xịt mỡ nữa thấy ghê. Mình đang nói mà cứ đưa cái tay vô mà anh biết nó sức đàn ông mà nó siết mình vậy nè. Trời ơi, em hả đang nóng mà đưa tay vô em cắn một cái phịch một cái em nói anh máu mỡ gì mà nó lôi ra. Mỗi lần nó đánh bạn này về mà bạn này có việc nhà đúng không, là má mi gọi má mi cứ là hiền, má mi vào em cứ là hiền, nói hả mỗi lần lúc mà cưới cũng vậy, nó như ơi đừng hiếp Tài nha, Tài nó hiền lắm, tội nghiệp lắm, đừng đánh Tài nha. Dạ bác ơi, bác coi xong bác cũng thấy được con dâu bác rất hiền. Nhưng mà thời gian đầu thôi, lúc đó hả mình giữ bao nhiêu mình ác bao nhiêu, đến bây giờ là mình phải trả lại, bây giờ là phải chiều lại hết tất cả những cái giống như là biết bao nhiêu cái lỗi lầm của mình ngày xưa mình đánh ảnh, là bây giờ mình phải chiều lại, sợ ảnh ăn không được, sợ ảnh ngủ không được, sợ ảnh không vui, nói chung là chiều cảm xúc của ảnh nhiều lắm. Rồi hai em lấy nhau là bao lâu? Dạ tụi em cưới nhau được khoảng 1 năm 1 tháng rồi. Bây giờ cho phép em, đây là hôm nay là nhân cơ hội này em được quyền kể xấu vợ mình đó. Không sao đâu, cô em có thật xấu gì không? Đã có cái là nóng tính với lại hay ghen. Thì trong máy điện thoại của em lúc đó thì giống như là có hình với lại mấy người bạn gái cũ mà cũng có đủ mà, luôn á anh. Có đủ mà không có đủ không hình có xóa bạn gái cũ luôn. Xong mới hỏi là vậy thôi anh còn ai nữa không, anh kể em nghe hết luôn đi. Cái gì thôi bỏ thôi xóa luôn đi. Cái mình cũng tưởng thiệt, cái mình cũng kể cho thêm 1-2 người nữa. Trời ơi, cái biết thêm một người nào là sau đó nghe xong hết đúng không, bắt đầu nghe xong hết bắt đầu chửi xối xả luôn. Mày phải xóa hết hình trong điện thoại với lại trong máy vi tính của mày nha, tao không muốn thấy một cái hình nào mà của mấy nhỏ này trong máy nữa nha. Thôi bây giờ xóa chưa? Xóa từ dạo rồi. Yeah. Xóa rồi hả? Em còn tật xấu nữa. Cái tật xấu mà nhất của vợ em á, nó là hậu đậu với lại đụng vô cái đâu là đổ bể cái đó. Giống như mà đi ăn với bạn bè hay là cái gì đi thì giống như đồ ăn lên hay cái gì đó hay là nước tương nước đồ gì đó là cái là bình thường không sao, như cái bạn vợ mà đụng vô cái là đổ nước tương, hay là vô trong bar đi lớp ngồi chơi cái ly rượu nó đã không sao, cái đụng vô cái là bể ly. Vui lên cái tật xấu của chồng đi. Chồng em có cái rất là ghiền game. Một ngày mà chồng em không bấm điện thoại là chồng em có thể chết. Có một cái đợt nào á, bạn ấy thích một cái game gì đó, là mỗi lần đang đi công việc hay là đúng cái giờ đó, trong 1 tiếng phải có 5 phút, 10 phút, bạn nó phải bấm game. Là đang đi, là đúng giờ đó là phải đứng lại bấm game. Dù bất cứ ở đâu. Bây giờ giữa mê game với mê gái thì em cho chọn cái nào? Thì tất nhiên phải mê game rồi. Được cái từ cái lúc mà lấy em tới giờ thì bạn ấy không có một cái lỗi lầm nào với em về chuyện những bạn gái mới, gái cũ gì đó, không có lỗi lầm hết. Được chỉ được cái gì thôi. Em nói là cái bất cứ cái gì anh chơi cũng được, chỉ có cái chuyện đó là em sẽ không bao giờ bỏ qua, không tha thứ. Còn bất cứ chơi game hay quốc gì thì em giận thôi chứ em cũng sẽ bỏ qua thôi. Rồi bây giờ mong muốn thay đổi điều gì? Tài mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em muốn vợ giống như là bớt nóng tính lại thôi. Vợ em chỉ có cái mà nóng tính là nó sẽ giống như là con người thứ hai xuất hiện ra vậy đó. Có thể là do vợ em cung sư tử cho nên khó kìm cái tính nữa. Nóng lắm, chồng em cung dễ thương lắm, cung song ngư. Trời song ngư, cung yếu đuối. Chồng em là chồng cung yếu đuối, đúng còn rồi, em phải cung... hỗ trợ qua lại chứ, rồi, bù trừ hỗ trợ. Nhìn còn dạ. Như dạ. Như mong muốn Tài thay đổi điều gì? Thì em bây giờ hiện tại thì em thấy những cái em mong muốn thì Tài cũng đang thực hiện được, có nghĩa là bớt chơi game lại, với lại bạn ấy giờ là biết sắp xếp được là công việc, sau đó là cho em đi chơi, sau đó bạn mới chơi game thôi. Còn ngoài ra thì dạo này thì em cảm thấy nó cải thiện tốt rồi.
thực ra với cái bản tánh, với cái người mà có cái gọi là nãy em nói là cái cung gì đó, cung sư tử, cung sư tử, với lại cái khí chất của người ta nó là như thế rồi, thì cái việc mà để cho Như sửa chữa cái việc mà nóng tính đó, thì nó phải nói là nó rất là khó luôn. Thì thành ra là bây giờ còn trẻ thì mình còn ví như mình những cái lúc mà chẳng hạn như cơn mà mình dằn được á, hoặc là mình lên cơn đó mình nóng mình lướt được, chứ mốt mình lớn tuổi đó mà những lúc như vậy á, là huyết áp liền, hoặc là những cái bệnh lý mà về sinh học của mình á, là nó sẽ làm cho cái sức khỏe hoặc là ảnh hưởng liền. Chỉ mong là tụi em sẽ tìm được một cái giải pháp trong cái tính cách của vợ em, đúng không? Dạ. Để chắc mà tụi em hạnh phúc thôi, đúng không? Dạ. Sợ em còn rất trẻ. Chào, chào cô. Chúng tôi xin chào anh Vi Cá. À, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho Quách đầu tiên xin phép được chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Chào chị Vân, chào anh Mr. Bean. Ừ. Mình là Quách Ngọc Tuyên, còn đây là Hồ Thảo Hân, là bà xã của Tuyên. Một vạn khán giả hỏi tôi rằng, anh ơi, anh có biết tuổi của anh Ngọc Tuyên không? Trời ơi, nếu mà em không nói là người ta đoán em là như 20 hoặc là 50-60 đó. Trời ơi. Ờ, phải nói. Quách Ngọc Tuyên hiện tại thì sanh chính xác là ngày 2 tháng 4 năm 1984. 84, mời em. Chào quý vị khán giả, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Thảo Hân, năm nay em 20 tuổi. Trời, nó non quá ha. 20 tuổi. Anh rất muốn nghe hai vợ chồng em hãy kể lại đi. Lần đầu tiên hai vợ chồng em gặp nhau là ở đâu? Và ai cua ai trước? Gặp nhau khi nào? À, tự thú nhận đi. Em với Tuyên gặp nhau là năm 2012. À. Là mẹ em làm phục trang cho sân khấu Nụ Cười Mới. Năm 2012 lúc đó là em 12 tuổi. Em 12 tuổi. Và Tuyên bằng là diễn viên. Vợ á. Tuyên là diễn viên ở đó. Xong rồi lần đầu tiên em gặp Tuyên là em thấy Tuyên đẹp trai lắm. Trời ơi. Bây giờ Tuyên vẫn đẹp mà. Không bớt đẹp rồi, hồi đó em thấy đẹp dữ lắm luôn. Em thấy đẹp cái em thích. Mà lúc đó em còn kêu bằng chú. Chú Tuyên, chú Tuyên. Chú Tuyên cứ đi theo chú Tuyên xin mượn điện thoại chơi, cứ kiếm chuyện nói chuyện với chú hoài luôn. Chết rồi, giờ tôi phải coi em Bí Ngô nó hay đi theo nó ai. Điện thoại ai nó đi theo ai để nó mượn điện thoại với lại nó. Chết rồi, bây giờ tôi phải suy nghĩ nha. Mà lúc đó bé Hân nhỏ xíu à. Chỉ là cái cảm giác mới lớn thích vậy thôi. Tuyên lúc đó chắc nghĩ là giống như là con cháu nó mượn điện thoại cho nó mượn vậy thôi. Con cháu thì em ra em diễn thì mượn điện thoại chơi game thì cho chơi game vậy thôi. Rồi sau này mới nghe kể lại thì mẹ của bé Hân thì không làm phục trang đó nữa, tạm ngưng. À, thì tự nhiên về không được gặp và tự nhiên cảm thấy trong người buồn buồn. Bé Hân buồn hay là bé Hân buồn? Em chứ buồn. Em thì chắc chắn là lúc đó em chưa có gì rồi. Rồi bây giờ để Hân kể tiếp nè. Đó, buồn sao nè? Lúc em về nhà em cảm thấy sụp đổ. Xong rồi không được gặp thì em buồn vậy thôi. Rồi sao nè? Xong rồi mẹ em quay lại là vẫn thích lại chú. Lúc quay lại là lúc đó em lên tuổi, em không lên tuổi chưa? Em lên được 13 tuổi. Cũng đi theo làm sao chơi chú diễn thì đứng trong nhìn coi vậy đó. Tính đi khi nào thì em mới phát hiện rằng là con bé cháu này nó khoái mình. Cái thời điểm mà bé Hân cứ đi theo tò tò theo em á, cũng tìm cớ để mà được đi chung xe với em. Không, tại vì nhà anh gần nhà em nữa, mẹ em chở đồ, phục trang thì nhiều đồ. Em ở trọ bên quận 8 á, bên cầu Trường Thi á, cũng tiện đường ở đó thì xe bên kia chở phục trang, còn xe ở đây em chở bé Hân thì em cũng không nghĩ gì hết. Sao thấy con bé này cũng kỳ kỳ ta. Tự nhiên có một vài anh em đồng nghiệp diễn chung sân khấu nói: Tuyên, thấy kỳ lắm nha. Có phải vậy không? Các em cũng không nghĩ á. Tôi thấy con bé Hân kỳ lắm nha, nhưng nó thích ông hay sao á. Tôi nói cho ông nghe nha, nó còn nhỏ, nó còn đi học á, ông đừng có tầm bậy tầm bạ nha. Thì em cũng cho qua này nọ, nó bị khùng hả? Bé nó còn nhỏ xíu mà trong sân khấu ai cũng thương bé Hân, nhớ là mẹ con bé Hân hết. Rồi cái ngày này qua tháng nọ, cái bé Hân từ từ lớn lên vẫn tiếp tục tò đi theo. Mà vẫn đứng như cánh gà nhìn mà một cái đôi mắt ngưỡng mộ. Em không hiểu. Đi theo 4 năm. Trời ơi. Cũng lâu mẹ con đi làm, đi bận thì con làm giùm mẹ con thì tối con nhờ chú chở về. Chú dễ về xong cái con kêu là chú mấy chú chở con đi một vòng đi, con có này con nói chú nghe nè. Cái chạy hết một vòng với chú Tuyên hỏi con nói gì, không mấy chú chạy thêm một vòng nữa đi, chạy hoài luôn, chạy hoài con nói. Tim đập mạnh lắm đúng không? Xong cái trở về xong mấy ngày sau lại nhờ trở về nữa, cái con lại kêu làm như vậy nữa mà con vẫn không nói. Không cứ cỡ cửa miệng là con có chuyện này muốn nói cho chú nghe nè. Mới chở vòng mà không nói. Rồi mình già rồi mình cũng hiểu cái con. Mình biết là cháu nó muốn nói gì. Em thôi, thừa biết không? Là cái gì rồi. Thỉnh thoảng đó, ngày xưa là hai chở đi ăn bánh lăng. Chở hai mẹ con cũng đi ăn luôn. Thì cái bé Hân cũng xin mẹ về trước đi để chú Tuyên chở con đi một vòng. Tự nhiên vô tình chở về thì chị cũng biết rồi. Một đứa cháu nó thích mình phía sau thì chắc chắn nó phải tìm cách gia chạm mình. Đúng rồi, chắc chắn quá tâm lý, đúng rồi.
con bé ổ nó... gà ổ ơ là một cái phật là coi như hiểu rồi. Nhưng mà em có cảm giác hay không? Có, là từ cái lúc đó em nhớ là em chở qua cái cầu chữ Y là con bé tìm cách tiếp cận da chạm mình, hai tay nó bắt đầu luồn vô cái eo. Ừ, hơi kỳ kỳ nha. Em chỉ dịnh thôi anh, đừng có kể quá. Trong bình thường để rồi lấy ra luôn, sao tự giờ để luôn. Ừ. Cái giờ cái ngực ấy. Rồi rồi đó. Ổ gà đó, ổ gà sốc một cái mặt. Là đụng một cái khanh, rất một cái mặt và đụng một cái khanh. Đúng rồi. Chú thấy kỳ nha. Chú cũng nhột nhạt. Bé này cũng lớn rồi ta. Bắt đầu thấy bắt đầu cũng lạ lạ, mình cũng có chút cảm giác. Ừ. Đàn ông mà. Ừ. Cái từ đó bắt đầu chuyện biến hơi tâm lý một tí. Đó, có nói cho chị Hương nghe không? Câu chuyện nói cho mẹ là hôm đó sinh nhật em. Ừ. Anh Tuyên mới rủ là đi ăn, chở chị Hương với Hân đi ăn. Ừ. Đi ăn thì anh Tuyên mới chạy, lúc ăn thì không nói đâu, để chuẩn bị đi về, đang chạy trên xe vậy nè. À, chị Hương à, bây giờ em có chuyện muốn nói với chị. Em với bé Hân là thích nhau. Bây giờ chị cho em với bé Hân quen nhau. Xong rồi mua nhẫn cho con. Rồi đó chị Hương sao? Giờ muốn biết chị Hương sao nè. Mẹ cũng cười hoài luôn. Chị Hương nghe chị Hương cười sằng sặc hả? Chị chạy vừa cười cửa. Vậy thôi tao đi về trước nha. Tao về trước nha. Mà chiếc nhẫn mà cực lắm. Tự nhiên không, lúc đó không đưa. Tự nhiên đang chạy xe vừa chạy vừa móc nhẫn. Sao em hề quá đi. Xem hề quá. Xong rồi mẹ em mắc cỡ nữa. Về kể mẹ mắc cỡ quá. Cái mẹ chạy về trước. Chú đeo nhẫn cho con mình mà tự nhiên mình mắc cỡ. Mà nhưng mà chị một tay á. Lòn lòn đi tìm chiếc nhẫn ở đâu rồi ta. Mà nói nghe nè, cái cảm giác mà khi mà em được làm vợ cái người mà em thương nó sao? Cái lúc mà được làm vợ rồi thì quen quá. Em cảm thấy điều đó là điều hiển nhiên luôn. Ủa vậy hả? Là em lập mục tiêu là em phải lấy được anh này luôn á. Trời ơi. Bởi vì em mới nói em là người thụ động tất cả là trong kế hoạch hết. Nên là cái chuyện đó là em cảm thấy hiển nhiên em phải được như ngay vậy. Ngay cả cái chuyện là trong sâu xa, trong tiềm ẩn của em. Là đứng trong cánh gà quan sát rồi này nọ là trong kế hoạch hết. Rồi bây giờ anh nói nè, trong sân khấu của mình toàn là mấy tay hay chọc ghẹo người ta vậy lắm. Rồi đến khi hai đứa yêu nhau và công khai cho sân khấu biết thì lúc đó mọi người phản ứng sao? Trước khi công khai là hai đứa vẫn tiếp tục đi coi phim. Trong một lần đi coi phim nhớ hoài luôn. Em nhớ là Maximax ở 3 tháng 2, hai đứa coi phim xong làm phim là chạy trên đường để đi về á. Thì lù lù đâu, hai nhân vật rất là đáng sợ. Hứa Minh Đạt và Tân Chê. Rồi xong. Trời ơi. Và hai đứa vẫn tỉnh táo không biết chuyện gì. Sau này nghe kể lại á là Tân Chê mới phát hiện ý chiếc xe của anh Tuyên kìa. Hứa Đạt kia chở lên. Ý chở nghệ nào bé có lúa chưa biết với Hân luôn. Rồi chạy lên gần tới cứ rà sát bên đây là phát hiện với Hân rồi. Biết tính Tân Chê rồi. Ý quên còn Tuyên. Ê. Gặp Hứa Minh Đạt nữa. Rồi lúc đó sao? Rồi lúc đó em sao? Thì em cứng rồi. Em già, nói chung là già rồi. Em rất bình thản, em từ từ, em bình thường. Em nhớ với Hân lúc đó cái tay bên phải nè, bấu chặt em cứng ngắc rồi. Không nói nên lời. Sợ. Em quay mặt vô trong vậy nè. Anh chạy lễ đi, lễ lên, lễ lên. Mà ác một cái là con quỷ Tân Chề với là Hứa Minh Đạt. Biết em vậy còn dí em. Là đoạn đường Nguyễn Hữu Thiện luôn. Cái khu đó chút xíu à. Rồi sau đó là coi như là banh hết luôn đúng không? Banh hết. Rồi là mọi chuyện đều biết hết rồi. Bởi vì cũng không cần phải công khai nữa. Rồi đến bao lâu thì bé Bảo Ngư xuất hiện? Khi mà em mua được cái nhà ở bên Nguyễn Hữu Thọ thì bé Hân có ngỏ lời là anh, thí dụ anh mua nhà ở bển đó là anh ở mình hả? Thì lúc đó là bé Hân là chị Hương là hai người vẫn đang ở trọ. Thì bé Hân có nói là anh có ý định cho em qua ở chung với anh không vậy? Cũng trong kế hoạch luôn. Trong kế hoạch mà. Nhưng mà mẹ ở chung với em á. Rồi sao? Dính luôn chứ sao vậy? À, thì buộc vô thế rồi, không lẽ giờ mình tách hai mẹ con ra. Thì em nói à, thì chị Hương qua ở cũng ở bình thường, nhà thì có phòng. Khoảng thời gian đầu thấy cũng có người thì mình chưa quen cái cảm giác đó. Rồi tự nhiên sau này thấy đi làm về có người nhà đi tới luôn cũng đỡ. Rồi có người nấu cơm ăn giặt vũ này nọ thì cũng đỡ, bắt đầu thích nghi từ từ. Rồi thích nghi luôn. Cái chuyện mà có bé Bảo Ngư là hai đứa quyết định, bé Hân cũng biết chuyện. Bé Hân nói anh giờ cũng lớn tuổi rồi, chờ em này nọ học xong đại học rồi này nọ, chắc chắn lúc đó là em phải qua hàng 4. Thì lâu lắm bé Hân mới hy sinh. Bé Hân nói thôi chắc tính đường có con đi. Em còn nhớ luôn, vừa giao thừa mùng 1 Tết năm đó. Một trận hoành tráng. Nhưng mà nè anh nói nè, đến khi em phát hiện được là em có có thai. Thì em có báo liền cho anh Tuyên hay không? Em báo liền chứ, em hoang mang lắm. Mà lúc đó không có Tuyên ở nhà,
anh đi diễn ở đâu? Đi anh đi Huế hả? Lúc đó là em, anh Hứa Minh Đạt, anh Hoàng Mèo với Tân Trời, bốn anh em là một nhóm hài đang đi diễn ngoài Huế á. Vừa mới xuống máy bay luôn, đang ngồi ở trên chiếc xe hơi của một đứa em nó rước, nó từ trong Huế chạy ra rước về. Thì lúc đó bé Hân báo tin là có bầu. Em nhận tin. Em nhận tin. Em cứ nghĩ là giỡn, em nói thôi đừng có giỡn bậy bạ. Lúc đó bé Hân mới khẳng định chắc chắn lại lần nữa là dính hai vạch rồi. Trời ơi, cảm giác sung sướng muốn nổ tung chiếc xe luôn á. Nhưng mà phải kìm, phải tiết chế lại. Em là mang thai lúc mà mình còn rất là trẻ. Thêm bạn Tuyên, cái giai đoạn là bạn Tuyên rất là đi diễn rất là nhiều nơi. Dạ, đúng rồi. Mà làm nhiều dự án như vậy. Thì cái điều mà em lo sợ cái lúc đó là cái gì? Có tuổi thân không? Đó. Dạ có. Trước đó là con đã nhõm nhẽo lắm rồi. Em cứ buồn hoài, khóc. Ông này đi tỉnh một cái là em khóc. Khóc tới khi nào mệt mỏi đi ngủ thì nghỉ khóc. Khóc miết, khóc ngày này qua ngày nọ. Đợt đó là anh đi Hàn Quốc. Trước ngày đi khóc dài dài, trước một tuần lễ ông lên bay là khóc. Khóc dài 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 dài. Tới cái ngày ông đi, ông ra tới sân bay, ông gọi về, ông giận thấy em khóc. Khóc xong qua tới Hàn Quốc gọi về vẫn còn đang khóc luôn. Khóc. Không hiểu tâm lý ở đâu. Nước chỉ có một cái là trời thôi. Vậy là phải đụng tới là khóc. Mà khóc vậy thì lại ảnh hưởng đến em bé. Thì mình lại sợ. Em lại lo. Em lại đánh vô vấn đề tâm lý con. Em nói nè, vợ bình tĩnh. Bây giờ vợ càng khóc, ảnh hưởng sức khỏe rồi, ảnh hưởng con này nọ. Nhưng mà vẫn khóc. Khóc. Hôm nay cái mặt bà vui không? Trời ơi, mặt hề lắm. Phải nhìn cái điện thoại đó. Em lấy cái điện thoại ra, em cho cái tấm hình mà bà mới nhất nè. Trên cái Facebook á, trong studio. Cái mặt bé nói chung là nó nghiêm nghị lắm chị. Nhìn chịu không nổi luôn. Dạ đây. Dễ thương quá vậy. Wow, trời ơi, dễ thương quá nè mọi người. Quá là dễ thương bé Hồng Ngư, trời ơi. Chị cứ kéo qua thôi. Ôi cưng quá ha. Rồi bây giờ lấy nhau xong rồi là được mấy năm rồi ta? Hai đứa làm coi như chính thức. Hai năm. Rồi bây giờ sao? Có lòi thói hư tật xấu gì của ông chú ra không? Bây giờ em sẽ kể một câu chuyện dài. Bình thường là đã kỹ tính rồi, kỹ lắm, kỹ kinh khủng kỹ. Từ ngày có con, ông còn bị bệnh kỹ tính gấp mấy ngàn lần nữa. Cái nhà, ông quét cũng lâu, ông lao cái nhà cũng lâu. Còn ông lao cái bạn hỏi lại mình, anh lao hỏi chi vậy? Mũi con nó hết vô vi mũi. Bây giờ là con nó đi ba hay đi mà? Đu ba đúng không? Trời ơi, ảnh làm cả một cái kênh, ảnh làm cả một cái kênh official cho con bé bằng yêu luôn. Thế hôm nay tôi phải lên tôi coi. Đó. Tôi coi bà dễ thương quá. Rồi còn gì nữa không? Nhiều kỹ tính vậy tốt. Tiếp nữa nè. Xấu nào khác nữa nè? Dạ. Nhậu. Nhậu. Nhậu đúng rồi, cái này xấu nè. Nhậu xỉn dữ lắm mà cứ anh không có xỉn, anh tỉnh, anh ổn mà anh ổn mà là anh xỉn dữ lắm rồi đó. Anh ổn mà anh về được. Xấu. Nhưng mà nhậu xong rồi nhậu khuya về có tắm không? Hay là lên leo lên ngủ luôn? Tắm đêm cô ơi. Không được. Nguy nhậu hiểm. Nhậu cũng khởi tắm mà không nhậu cũng tắm. Không. Đi làm về cỡ nào 1 giờ cũng tắm, 12 được, giờ cũng tắm. Được. Cỡ nào cũng tắm luôn. Không lạnh không? Dạ có. Không được nghe, bỏ nha. Con cứ nói hoài à. Chị nói em nghe, chỉ có lau người thôi. Chị nói nghiêm túc luôn. Thế là cái đầu của em mà như anh đi quay biết rồi, đầu mình dính keo hay này nọ. Không anh được, đi lại biết không nói nha. Không được. Với lại cũng hạn chế bớt lại. Sáng sớm tắm sớm lại tốt, cực tốt. Rồi sao nè? Kỳ lắm, đồ con đã mua một bộ rồi. Là con mua cái áo với cái quần là một cặp. Cứ tách ra mặc không à. Rồi sở thích mặc kỳ, thích mặc áo sọc với quần bông. Thôi kệ người ta đi, bây giờ cái đâu lúc mình phải phá cách chứ. Bây giờ tới bé Hân đó. Bé Hân có tật xấu gì không Tiên? Không có. Có chứ. Dạ, tật xấu của bé Hân là có thể là do cái tính em kỹ tính thiệt. Giống như là em thích mọi thứ nó gọn gàng. Thí dụ sáng ngủ dậy cũng xếp cái mền, xếp cái gối để nó gọn gàng vô một góc. Bé Hân thì lại hai bài ra. Nhiều lúc nói sao vợ bài tùm lum, nhìn cái nhà nó bày hay quá làm ăn không lên. Thỉnh thoảng bài này quăng cái. Cái em nói bị câu cửa miệng là em quên. Lúc trước em quên, cái gì quên hoài vậy? Sau này dựa vô một lý do là em mới đẻ mà mổ chích quên. Coi như là hơi đến khi mình dọn mới hơi bừa bộn đi. Được cái đó là thêm nữa hay giận mấy chuyện cái vu vơ, nhưng mà giận xong cái tự thấy mình có lỗi thì tự quê. Thôi vậy cái đó đáng yêu mà. Cái đó đáng yêu mà. Rồi sao con nè? Giận cho có thú vị gì thôi. Thú vị gia đình cuộc sống. Con ghen không? Có. Không. Không hả? Hơi nhỏ tuổi nhưng mà ghen tinh tế. Thí dụ đó, bây giờ cái ghen tinh tế nó như thế nào? Thỉnh thoảng thì chỉ là nhắc nhẹ, thí dụ như nói nhẹ, nói phong long mà cái kiểu như tôi cũng nghi tôi biết vậy đó nha, chứ không phải là tôi không biết, tôi ngồi nhà đó, nói phong long rồi đó. Có vậy?
20 tuổi mà ghen dễ thương quá vậy. Ghen tinh tế. Thỉnh thoảng cũng lâu lâu kiểm tra điện thoại nhẹ một cái. Ai con không thích là con xóa hết, không. Em chỉ lựa gái đẹp trẻ trẻ rồi thôi. Gái đẹp phải thiệt đẹp em mới xóa nha. Muốn chú thay đổi gì nè? Đừng có tắm đêm nữa là được. Đừng có tắm đêm đúng không? Dạ. Em nói hoài luôn á, em nói anh cứ anh tắm từ ở dưới lên xong rồi anh rửa mặt trước, anh quen nước rồi anh mới tắm. Nhưng mà cái đó là anh tự nghĩ thôi chứ nó đâu có chính xác đâu. Tới tiên đó, có mong muốn cháu thay đổi gì không? Thì cũng vẫn là cái tật xấu đó, bỏ cái câu của miệng em quên đi. À em quên đi. Nói chung là cố gắng là... Nói chung gọn gàng rồi. Gọn gàng. Rồi. Từ từ nít nó từ từ nó tập à. Nó có con rồi tự động nó sẽ biết nó phải gọn gàng nhưng mà tập đi. Cho bà bào ngư bà bắt trước. Trời ơi thực sự nha. Bữa nay nghe chuyện mới thấy quá là thú vị luôn. Cái cặp này dễ thương dễ sợ. Cảm ơn hai vợ chồng em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Cảm ơn chị Dân, cảm ơn anh Bin. Cảm ơn chương trình Vợ Chồng Son rất nhiều. Quay trở lại với chương trình. Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào cô Hồng Vân, xin chào anh Út Thuận và xin chào các bạn xem đài. Con tên là Hoàng Anh Đức. Năm nay là 33 tuổi. Hiện đang làm bố hai con với lại họa sĩ tại nhà. Họa sĩ chân dung hay là phong cảnh? Dạ, con vẽ mấy cái hình truyện tranh để post lên mấy cái fanpage. Thôi bây giờ mình xưng bằng em với chị thôi nha. Chị cũng trẻ lắm nha. Bây giờ tới con, quên tới em đó. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em tên là Tô Linh Nghi. Năm nay em 26 tuổi, em là mẹ bỉm sữa hai con. Và hiện tại em đang ở quận 8 và em đang kinh doanh bánh. Các loại bánh đó. Họ Tô hả? Dạ. Anh là Tô Hòa Thuận nè. Dạ. Chào cô em gái cùng họ. Rồi bây giờ nè, Đức. Dạ. Bây giờ kể cho anh nghe coi bây giờ cái câu chuyện tình yêu của hai em. Lần đầu tiên em gặp cô ấy ở đâu và em có ấn tượng gì về cô gái này không? Dạ, ngày xưa thì em biết vợ em qua Facebook. Tại vì ngày xưa thấy cũng xinh, hot girl, nhiều người thích. Rồi cũng hay đàn ca múa hát mà mình thấy cô này rất là kiểu chất. Do đó mà mình cũng để ý nhưng mà giờ em chảnh lắm. Không, em nhắn tin mà cũng không bao giờ trả lời lại. Đến một ngày đẹp trời thì trả lời. Sau đó thì... bạn có muốn đi xem kịch. Em cũng tại vì mình cũng thích bạn này mà do đó mà em cũng cố gắng tìm được vé mà vé lúc đó hình như là hết khó kiếm lắm. Kịch ở đâu? Ở Idicap. Dạ nhưng mà thời điểm đó là sân khấu nào cũng khó đúng tìm rồi. Vé được. Dạ. Ở đó mà cuối cùng thì em cũng tìm được. Em hỏi là bây giờ muốn đi, em muốn tối đó thì đi được không? Vậy vậy đó. Bạn này không biết sao mà lại thôi từ chối rồi sau đó là rủ đi xem phim cho rẻ. Con trong đi xem phim cho rẻ. Tại vì thực ra thì sau này bạn nếu mà kể là tại vì muốn thử em thôi. Tại vì thích coi là coi có bạn này có coi em có đi kiếm không? Có thành ý không đó? Dạ, đó. Dạ. Dạ. Thì sau đó thì mới hẹn đi xem phim. Đó, gặp đầu tiên lần đầu tiên gặp ngoài đời đúng không? Lần đầu tiên đi xem phim mà cái là ấn tượng đầu tiên khi mà em đi xem phim á. Khi mà em lỡ chạm vào vai của vợ em thấy vai bự quá. Huynh đệ của mình đây rồi. Đây rồi, huynh muội à. Kiểu lần đầu tiên mà sờ một người con gái mà có vai to tròn nữa. Có bờ vai vững vàng. Dạ. Thấy nhưng mà thấy dễ thương không? Dạ dễ thương. Cưng. Lúc đó có biết là bạn nhận ra mình là huynh đệ không? Dạ không, sau này con sau này mới kể ra đúng không? Nhưng mà vì cái chuyện này mà con đánh ảnh hoài. Mỗi lần nói vai to là thế nào cũng bị quýnh. Nhưng mà em thì sao, em thấy anh ở ngoài đời thì em có ấn tượng gì về ảnh không? Dạ lúc đầu á là ở trên Facebook thì con thấy kiểu bad boy lắm. Kiểu chơi hư á, lúc nào đăng hình cũng là gái bu nùm nộp. Nên con ghét, con không thèm trả lời. Xong lý do là đó, như vậy. Nên con phải chảnh với ảnh. Xong tới đó gặp ở ngoài thấy cũng đẹp trai cho nên con thích. Là thích luôn, đổ gục luôn đó. Với là ảnh rất là hài. Lần đầu tiên gặp con cái chỗ rạp phim á, có cái tấm kính tự nhiên ba xà vô đó nằm trên nó như con thằng lằn á. Lần đầu tiên luôn hả? Dạ đúng. Thấy mắc cười quá cho nên là cũng thấy dễ thương. Thấy dễ thương, dạ, thấy dễ thương nè, tự nhiên nè mà đẹp trai nữa cho nên là kết rồi. Lúc đó mình đã bán bánh chưa nè? Dạ chưa, lúc đó là con làm cho công ty đồ lót. Với lại làm mẫu ảnh cho mấy cái quần áo á cô. Xinh mà. Đúng rồi, xinh mà có tài nữa, đó. Cái bánh ngon quá. Ấn tượng thiệt, công nhận. Rồi,
mình là cái người mà gọi là rất rành về khoai lang, rất là khoái khoai lang, các loại về khoai lang, cho nên là khi mà thấy cái bánh khoai lang của cưng là ưng liền luôn đó. Thật ra cái chất cái khoai lang nó có thể làm được rất rất nhiều loại bánh. Đúng rồi, sâm đó, nó là sâm đó. Rồi bây giờ nè, rồi đến khi nào thì hai đứa mới bắt đầu chính thức quen nhau, kể từ sau cái lần mà gặp mặt ở ngoài đời á? Thực ra ở cái lần xem phim á, mà đến giờ vẫn còn tranh cãi, đó là sau khi mình xem phim xong á thì em có quay qua em nhìn vợ em cái, mà sau đó vợ em hôn em cái chốc. Sao liền luôn? Dạ. Sao em bảo gì? Dạ. Sắc của em liền luôn hả? Mà đến giờ vẫn còn tranh cãi là anh hôn em trước hay em hôn anh trước. Anh nói, con nói là vợ con hôn em. Đến nỗi mà ngay cái tên bộ phim mà cũng chả nhớ luôn. Không nhớ bộ phim. Không chắc nhớ, là không tại, tại vì cái bữa đó chắc lôi ngắm em không mà không có coi màn hình. Cướp sắc. Đó. Ngắm là một chuyện, ngắm là chị ngắm em nè Bin. Đó, còn cướp sắc là khác nữa. Mục đích là chỉ là tìm một cái tư thế nào thật là để đi vô vô liền, thật là khớp để mà cướp sức liền đó. Thì đó, tại vì con thấy ảnh cứ đưa cái mặt sát vô hoài, con tưởng ảnh muốn hôn con hôn cái cho im luôn. Tức là ngỏ lời hả? Dạ, nhưng mà thực chất là em mời đó, mời đó, người ta gọi ông bà mình gọi là mời đó. Dạ, đúng không? Nhưng mà thực chất là em cũng đã kết kết rồi đúng không, trong lúc coi phim. Thấy ảnh dễ thương. À, rồi sao nè, rồi lúc rồi. Đó em chơi giới không? Dạ cũng bất ngờ, tại vì em cũng không nghĩ là tự nhiên lần đầu tiên đi chơi mà lại hung như vậy. Rồi sau đó em hành động như thế nào? Dạ em đơ luôn, sau đó thì chỉ là một nụ hôn đó, sau đó hai đứa đi về nhà. Dạ. Môi em mềm không? Lúc đó môi cảm giác môi. Dạ, em hôn mềm nhanh lắm cô. Không cảm nhận đâu. Nhưng lẹ lắm. Bất ngờ luôn, em không ngờ. Giống như cái thứ gì nó xước qua cái mặt mình. Dạ, vậy đó, đúng không? À. Rồi sau đó về có nhắn tin trao đổi, dạ, gì không? Cũng có nhắn tin trao đổi, sau đó gặp đi chơi, hẹn hò. Rồi nấu cho ăn. Em nhớ lần đầu tiên mà bạn này bạn nấu cho ăn đó. Bạn nấu cho em một cái phần ăn dành cho một người, mà bạn nấu một tô cơm đầy, hai cây lạp xưởng lớn, hai cái ức gà, một tô canh và bắt em ăn cho hết. Trời ơi, em nấu cho lực sĩ hay sao vậy em? Một cái ức gà là đã muốn chết rồi. Hai cái cây lạp xưởng là đã muốn chết rồi. Không biết ý đồ là mọi em thứ... nấu cái món ăn đó là em nấu cái dĩa đó là em có cái gửi gắm cái tâm tư gì em trong đó không? Dạ tại lúc đó em thấy là ảnh lớn con, ảnh bự lắm, cao nữa, nên là nghĩ cho ảnh ăn nhiều, nên là em nấu nhiều cho ảnh. Mà em không có ăn chung hả? Em ngồi em ngắm ảnh ăn thôi. Không, lúc đó em rất là dự dáng, sợ mập lắm, không ăn. Không ăn, ngồi bắt đã ăn thôi. Dạ. Nhưng mà lúc đó là đã thích, lúc đó là đã chính thức là quen nhau chưa? Dạ chưa, anh này là tới tận 2 tuần sau thì mới nói, là tại vì lúc đó em nói là bây giờ mình nếu mà không nói gì với em thì em không có chịu. Thì sau đó mới tỏ tình với em ở bên bờ sông. Tỏ tình sao? Tỏ tình sao? Đồng kể coi. Dạ, nói là làm bạn gái anh nha thôi. Mà có nói những cái câu lãng mạn không, hay là vô sự cái liền? Dạ, ảnh không có xến xúa được. Dạ, tại vì em là kiểu hay vẽ, do đó mà trong đầu em toàn hình nhưng mà chứ nó không có chữ. Do đó mỗi lần em tưởng tượng ra gì em toàn tưởng tượng ra hình, em không có chữ. Em chữ không được. Em có vẽ tặng cổ một cái tấm hình nào? Dạ nhiều lắm. À, đúng rồi. Lần đầu tiên ảnh gặp em là ảnh có vẽ cho em một cái cạc và mấy cái chibi á, ảnh dán lên đó, ảnh khéo tay lắm, nên là lúc đó cũng ấn tượng vì cái tấm đó. Với lại lần lúc mà em trả lời trên Facebook á, là do ảnh đã lấy cái hình của em ảnh vẽ lên trên đó, em mới ấn tượng, em mới trả lời, chứ lúc đầu là không thèm quan tâm tới luôn. Rồi cái tình cảm của các em á, nó có trơn tru không, nó có êm đềm không, hay là nó có là, cái gì nó trục trặc, hay là nó có trước bị trước đó là hai đứa đã có người yêu chưa? Dạ đều là chia tay á. Có nhưng mà là chia tay rồi. Dạ, đúng rồi. Là... Nghi thì là có không? Dạ có. Trước đó thì em có một cái người bạn trai mối tình đầu là cũng rất là lâu. Nên là trước khi gặp chồng hiện tại là đã chia tay rồi. Nhưng mà bạn đó thì vẫn thương em. Là... Dạ đúng. Nhưng sau đó quen chồng thì bạn nó cũng có hơi phá tụi em xíu. Nhưng mà có một cái đợt bạn phá tới mức hai đứa phải bỏ đi ra ngoài biển chơi cả tuần lễ mới về. Vậy đó hả? Nhưng mà phá mà nó có phiền hài tới em không? Dạ thực ra thì chỉ là phiền lúc đó thôi, sau này thì cả em và vợ em thì đều trở thành bạn rất là thân với người đó. Dạ do đó mà sau này thì tụi em chơi với nhau. Vậy mới văn minh đúng không? Nghĩa là chỉ có trục trặc cái chỗ đó thôi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Còn mấy chuyện cãi nhau lung tung thì nhiều lắm. Quen nhau anh này con gái xung quanh nhiều lắm, cho nên lúc mà quen á là mặc dù anh nói là em con nít nhưng mà thực ra là có ghen là có lý do hết. Bởi vì ảnh lúc nào cũng
không có công khai mình với bạn bè. Lúc quen nhau là không công khai đâu, nên là con cứ giận hoài. Nó có công khai với mẹ không? Với dạ, mẹ của sau này thì con mới dắt về gia, cho gia đình sau. Dạ. Mẹ rồi... có thích con này không? Ban đầu thì khi mà dắt về gia đình thì ban đầu tại vì gia đình hai đứa mới đến với nhau nhanh quá, do đó mà gia đình còn hơi lo, không biết là hai đứa sẽ sống với nhau như thế nào, rồi công việc như thế nào, do đó lo, do đó mà ba mẹ của em thì muốn hai đứa cho thêm thời gian để củng cố về kinh tế rồi cái kiểu. Nhưng mà lúc đó thì em muốn cưới bạn này lắm rồi. Cái đó mà đôi khi cũng bày ra mưu, đôi khi phải dụ ba mẹ lên trên, sau đó con xuống kiếm hộ sổ khẩu để đăng ký kết hôn luôn mà kiếm không ra. Kế hoạch thất bại. Vậy đó hả? Dạ. Thực ra hôm đó thì mà nhà con thì hay tụng kinh á, ở trên đó, mà đôi khi mẹ với lại vợ con lên trên lầu. Còn lúc đó con nghĩ là xuống kiếm sổ hộ khẩu. Tại vì mẹ giấu sổ hộ khẩu kỹ lắm, xuống đó kiếm mà kiếm cái kiểu không thấy đâu. Do đó mà kế hoạch thất bại. Nhưng mà em biết là mẹ của Đức là không muốn cho hai đứa lấy nhau sớm vậy, thì em có bị cảm thấy bị hụt hẫng không? Dạ, lúc đầu là khi mà bác nói, lúc đó mẹ là con vẫn yêu bác, thì mẹ nói là không có muốn tụi em cưới liền á, thì rất là buồn. Với lại là gia đình thì không mẹ có nói là lý do là bởi vì gia đình không có môn đăng hộ đối. Nên là lúc đó rất là buồn. Nhưng mà sau đó em nghĩ là nếu mà em là mẹ chồng á thì em cũng nghĩ giống mẹ. Nên là sau đó không có giận nữa. Nhưng mà vẫn buồn, đến bây giờ vẫn thấy buồn. Nhưng mà lúc đó em có cảm thấy là muốn chia tay không? Môn đăng hộ đối là về phía nào? Về dạ, phía mình, nhà em. Nhà mình không môn đăng với nhà, dạ, Đức đúng không? Dạ. Rồi xong lúc đó có muốn chia tay luôn không? Dạ, lúc đó là muốn chia tay, về là cứ cãi nhau với anh này chia tay. Nhưng mà ảnh mỗi lần đòi chia tay là anh, giờ anh đi chết cho em coi. Xong rồi đòi đồ sống đòi chết đúng không? Dạ đúng rồi. Đồ nhảy cầu đúng không? Dạ đúng. Mà có thực hiện không? Dạ có, lấy cái dao gạch tay làm sợ quá trời, cho sợ luôn. Ôi, rách thiệt luôn hả Đức? Dạ em lỡ tay, sau đó đợt xong rồi lỡ tay. Rồi sao em sợ hả? Dạ em sợ. Sợ hả? Dạ sợ. Rồi bao lâu thì mẹ mới chấp nhận cho hai đứa lấy nhau? Dạ thì sau này thì tụi em cứ thế sống với nhau, rồi thể hiện mình, chứng minh cho ba mẹ thấy tình cảm của mình. Rồi hai đứa đến với nhau là đúng. Cố gắng làm việc hai đứa và thay đổi nhiều. Tại vì bản tính của em thay đổi nhiều lắm á. Trước đây thì em cũng không nghĩ là em sẽ lấy vợ sớm như vậy đâu. Em còn muốn đi chơi, em còn muốn em thích du lịch, em thích chụp hình, em thích đi khắp nơi, rồi em muốn không có muốn ở lại ở nhà. Nhưng mà bây giờ thì em thích ở nhà để chăm sóc con cái em, với lại những cái tật xấu của mình á mình bỏ nhiều. Chà, như vậy là chắc hùi chắc đã đó mà ha. rồi bây giờ là ba mẹ thông hết chưa hai bên? Dạ bây giờ thì ba mẹ cũng cảm thấy đỡ hơn trước rồi. Dạ. Đỡ hơn trước á hả? Có nghĩa là chưa chấp nhận là sao? Dạ chấp nhận rồi, tại vì vẫn vô thăm rất là thăm nhiều, thăm thường xuyên á. Rồi có vô thăm cháu nữa. Vô thăm là sao? Ba mẹ em ở đâu? Ba mẹ em ở Phan Thiết. Ba mẹ em ở Phan Thiết. Dạ. Vậy hả? Nghi thì ở thành phố Hồ Chí Minh mà không có gặp thường xuyên. Rồi hai đứa là đã có cái đám cưới chưa? Dạ chưa. Hiện tại thời hồi đó thì tụi em cũng thống nhất nè. Lúc mà tụi em quen nhau á, rồi cũng định đi đến kết hôn thì cũng có đi coi thầy. Cái kiểu là năm đó thì có vẻ không hợp lắm. Chứ là sau này tụi em thống nhất với nhau là khi mà con lớn, tụi nó chập chững biết đi, tụi em sẽ cố gắng làm một cái đám cưới dễ thương. Để cho hai đứa nắm váy của mẹ cũng dễ thương lắm. Nhưng mà hai đứa giờ chập chững biết đi chưa? Một đứa biết đi, chập chững biết đi, đang tập nói. Một đứa thì đang bỏ. Nhưng mà là hai đứa là năm một hay là dạ, năm hai một. Năm à năm một đúng không? Dạ, hai dạ. Năm hai đứa. Hai năm. Trai gái cơ. Dạ con bé lớn là con gái, còn bé sau là trai. 10 điểm rồi. Trời, như vậy năm sau đám cưới nhớ mời tôi với Hồng Vân nha. Dạ. Hả? Không, bây giờ thực ra thì sao ta? Mong là lên cái chương trình này xong á. Lên chương trình này xong á thì ba mẹ của Đức á, cũng như là của Nghi coi được cái chương trình này á, thì chắc là hai bên gia đình sẽ thấy là đây là một cặp đôi rất là hạnh phúc, và các em đã coi như mỗi bạn đều có một cái sự nghiệp, một công việc riêng rất là ổn định. Đó, đã vậy lại một gọi là một mẹ một ba với hai đứa nhỏ mà đúng điểm 10 luôn á, thực sự mà nói luôn á, thì chắc là
chắc là ông bà sẽ cảm thấy yên tâm và rất là hạnh phúc. Yeah. Vân nghĩ là nếu mà những bậc làm cha làm mẹ, tại vì Vân cũng là cha làm mẹ, thành ra là khi mà Vân nói chuyện với hai bạn này thì Vân thấy là cái điều mà mình cần làm ngay và liền lúc này là phải vun vén làm sao cho cái gia đình này nó càng ngày càng hạnh phúc, giúp đỡ cho các con càng ngày càng phát triển. Và thông qua cái cặp đôi này thì cô Vân cũng muốn nhắn nhủ một chút xíu với lại các cặp đôi mà các bạn khi mà yêu nhau mà các bạn chưa được sự cảm thông của hai bên gia đình á, thì các bạn đừng có nông nổi mà ở vì vậy mà đòi chia tay nhau. À, để rồi là đứa này đòi chết, đứa kia đòi xỉu, rồi thế này thế nọ thế kia. Bởi vì thực ra thì cuối cùng lại á, là vấn đề cốt lõi là hai bạn yêu nhau, chứ không phải vấn đề tác động của hai bên gia đình. Tại vì rồi thời gian ba mẹ cũng sẽ hiểu được. Và cái điều quan trọng nhất là các bạn phải biết chứng minh cho các phụ huynh thấy rằng là các bạn là những người nói được, làm được. Đó thì cũng là trước khi mà mình tiếp tục câu chuyện á, thì tại vì nhân đây á, là cũng muốn chia sẻ với lại ba mẹ của Đức với lại rất quý và với các bạn trẻ mà có cái trường hợp cái hoàn cảnh giống như hai bạn vậy đó. Ha? Còn một điều nữa mà theo anh thì anh nghĩ là ba mẹ của Nghi chắc chắn sẽ rất là an tâm về chàng rể này. Và ngay cả ba mẹ Đức hồi nãy, không biết là có nghe câu của Đức nói không, nghe trước đây Đức rất là nhiều tật xấu, thấy không, nhưng mà bây giờ là bỏ hết để mà về nhà chỉ biết lo cho các con và lo cho vợ thôi, đó là điều rất là tuyệt vời. Và nghĩ rằng là phụ huynh của hai bên cũng rất là an tâm về cái sự trưởng thành của người đàn ông này. Rồi bây giờ nàng nghe nè, nói chung là em bỏ được rất là nhiều tật xấu rồi đúng không? Vậy thì không biết Nghi, trước đây hồi lúc còn trẻ em có những cái gì mà sau khi em gặp Đức và em trở thành mẹ thì em đã từ bỏ những cái điều gì mà trước đây mà em cảm thấy rằng là không nên? Em thì thấy là em thay đổi trong công việc á. Bởi vì trước đây em thường xuyên không có thích một cái gì lâu á, kể cả việc thích ở kế một cái người lâu á. Thì bây giờ thì em từ lúc em gặp chồng em thì em mới thích ở kế ảnh. Chứ trước đây mặc dù là có bạn trai mà em không có thích người ta đu đu theo em hoài. Với lại công việc thì em cố gắng nhiều hơn, phát triển tập trung một cái. Trước đây thì em là hot girl. Dạ đúng rồi. Chụp hình như là... Dạ đúng rồi, em chụp hình rất là sexy cho nên ảnh thích. Ảnh thích. Đàn ông yêu bằng mắt mà đúng không? Nhưng mà giờ em mà đăng hình sexy là không thích không? Dạ từ lúc mà em quen ảnh là em bắt đầu em khóa cái đó lại luôn, không xài cái Facebook đó nữa. Tại vì ảnh cũng ghen dữ lắm, ảnh cứ ai mà comment cái là em lo giống như là ghen mà em nói chuyện với thằng đó kì, em nên đi chơi với thằng đó đi, đừng có nhắn tin cho anh gì đó hả? Rồi chia tay rồi tùm lum hết đó. Đó cũng là thật xấu đó nghe. Thôi sẵn đây khui luôn đi em. Đó. Bây giờ là từ khi trở thành hai vợ chồng đó, hai vợ chồng hợp thức hóa thì là anh Đức anh có tật xấu gì nhiều không nè? Dạ, thật ra từ lúc cưới nhau tới giờ em không có thấy ảnh có tật xấu gì mà đáng để phải thay đổi. Chỉ có một cái điều là ảnh thường cái giọng nói của ảnh á, mỗi lần mà ảnh nói chuyện với em lâu lâu tự nhiên cái lên giọng cái làm cho em cứ tưởng là muốn cãi lộn với em không mà. Xong rồi cái em say quá, dây anh muốn hiếp em hả, là cái anh im. Nhưng mà thật ra cái đó là do dạ, cái mình không lượng. Kiểm soát được cái âm lượng của mình đúng không? Thực ra thì em thấy hai tụi em nó có vấn đề về giọng nói với em rồi. Đôi khi vợ em trả lời bình thường mà em cũng nghĩ là đang quạo mình. Vậy đó đôi hả? Khi em nói bình thường mà vợ em lại nói sao anh quát em. Bình thường em hả? Anh xin được đồng cảm với em về cái việc này. Trời ơi trời, nhiều lúc em nói chuyện với vợ em á chị, bà cứ hay tự nhiên cái mặt đang nói chuyện cái mặt rộn nó làm gì quạo gì, anh làm gì anh nạt em vậy, nó nói không, nó có nạt đó, vậy là giống nạt đó mà rõ ràng là không có nạt. À, ông, mà thiệt tình em mà em không có nạt không, giống như là trời em nói gì vậy, anh đâu có nạt đó, là nạt đó. Đó khổ ghê vậy đó. Anh nói anh đâu có nạt em đâu, nhưng mà đang quát vô mặt mình đó, nhưng mà tại vì nãy đó mới nói đó, do em bị bất ngờ luôn, nhưng đang nói chuyện bình thường, đang trả lời một cách bình thường, như quạo lên gì đôi khi em bị bất ngờ. Nhưng mà em có quạo lại không? Dạ đôi khi thì quạo lại, đôi khi thì không, tại vì tính chị này một tính xấu đó là rất là nổi nóng mà như nóng khui đi khui đi. Dạ một khi nóng mà như là nổ tung rồi đó, do đó mà như bà này mạnh hỏa mà em mọc do đó đốt cái em đốt cháy luôn. Do đó mà nhiều lúc cái sự mà những chuyện rất là nhỏ xíu vớ vẩn đó, nó vớ vẩn cãi nhau to nhưng mà bằng những chuyện bằng rất là như... những cái chuyện vớ vẩn. Dạ rồi có đòi đi ly dị ly hôn gì không? Đôi khi cãi nhau vì rồi đòi ly dị luôn đó. Nghĩa là à chỉ vì một cái chuyện mà nói lớn tiếng thôi. Dạ mà nói, sao không muốn sao tôi ly dị. Dạ đó mà sau những lần đó thì phải
phải nhây nhây, phải giỡn giỡn lại sau đó mới thôi. Được cái là không có cãi nhau lâu, cãi nhau sau đó là làm huề trong ngày. Thế đó không có cãi, toàn là phải giỡn giỡn đó. Nếu mà viết đơn ly dị phải viết đúng chính tả mới ký. Hay là viết đúng chữ xấu không ký. Nhưng mà bây giờ là cãi như vậy là ở nhà có con có cái nghe rồi sao? Dạ, do đó mà tụi em cũng cố gắng là mình bớt cãi cãi nhau lại để không ảnh hưởng đến Có khi nào con bé lớn nó nghe thấy hai cha mẹ lớn tiếng là nó cũng lớn tiếng theo không? Nó bắt chước không? Dạ, nó bắt chước. Có không? Dạ, có. Con lớn con nó, chống nạnh vậy nè, cái nó cũng bắt chước, nó chửi ba nó theo. Mặc dù là nó không biết nói hết nhưng mà nó vừa nói nó vừa cười, nó cứ tưởng là ba mẹ giỡn với nhau. Không? Vậy là anh tưởng tượng được cái lúc em giận lên em như thế nào rồi nó nghi. Dạ. Là nó bắt chước nghi phải không? Nó bắt chước nghi. Dạ, đúng rồi. Nó rất là bên mẹ, hai đứa nào cũng bên mẹ đó. Ôi tội nghiệp em mới Đức. Ở nhà ai là người chăm con nhiều? Dạ là em. Là anh Đức. Bây giờ em phải làm bánh. Em thì chăm, tại vì công việc của em thì có thể làm ở nhà được. Cho nên em phụ vợ chăm hai tụi nhóc. Tại vì rồi tiếp theo nữa nè, tật xấu của anh là gì nữa nè? Dạ chỉ có một cái đó thôi. Cái đó thôi à? Dạ đúng rồi. Rồi còn cái tật xấu của bả là mỗi lần lớn tiếng là đòi ly dị. Nhiều lắm anh. Tật xấu ở đây nhiều lắm. Kể đi em. Nào là sợ tất cả các con. Nhưng chỉ có mỗi chồng là không sợ. Chồng là quát đánh rồi. Thậm chí vợ em còn nói dạo này em yếu anh, em cảm thấy người yếu anh. Em anh nghĩ em có nên đi tập Muay Thái không? Anh thấy Muay Thái thôi, đừng tập Muay Thái. Bây giờ là cả xóm sợ em tập Muay Thái, là cả phường nó sợ luôn đó. Rồi sợ ma nhưng lại rất hay nghe chuyện ma. Đời nó kỳ cục vậy đó. Mà ngộ cái là em làm bánh thì em phải nghe chuyện ma em mới làm được. Trời ơi, sao em có cái sở thích lạ vậy? Càng rùng rợn á thì em lại càng suy nghĩ ra bánh được. Trời ơi. Vô kênh Hồng Vân Entertainment nghe chưa? Dạ. Có nhiều chuyện ma lắm đó. Trời ơi, sao em có một cái sở thích nó lạ, nó rùng rợn với em. Rồi rất hay uy hiếp chồng, bắt nạt chồng, mặc dù những lúc ấy thì rất là nhõng nhẽo anh bắt nạt em cái kiểu, nhưng mà đôi khi hồi đó em tắm hay mở cửa quay phim em, sau đó lấy phim clip đó để tống tiền em, sau đó bắt em phải mặc váy vô để quay clip phim lại, sau đó dùng cái clip mặc váy để tống em tống tiền em tiếp. Trời ơi mất váy nhảy luôn, một cái là chồng em mệt đó nghe hả. Rồi sao còn gì nữa không? Dạ nhiều đó rồi, tại vì còn nhiều đủ rồi ha. Dạ. Mong muốn Nghi thay đổi gì Đức á? Thực ra thì em điều thứ nhất là em mong muốn là Nghi giữ sức khỏe, tại vì mỗi khi mà Nghi làm việc thì lại không có tập trung cho sức khỏe mình, ăn uống cũng phải cầm cái điện thoại để xem, trong khi nếu mà mình không tập trung ăn thì nó đâu tốt cho dạ dày. Mà bạn này có bị tiền sử là bị dạ dày, đã từng một lần xuất huyết dạ dày rồi. Phải đi cấp cứu. Do đó mà cái việc ăn uống bạn này không có chú ý. Thứ hai nữa là dành nhiều thời gian cho em và con xíu, tại vì đôi lúc ngồi ăn cơm em chăm tụi nhỏ, vợ em thì làm cả ngày cũng phải đem công việc cho bữa cơm, thì đôi khi em chỉ cần bữa cơm hay buổi tối dành chút thời gian cho chồng và con, tại vì bạn này rất là ham việc. Chỉ như đó thôi, với lại bớt nóng tính lại xíu, nhưng mà thực ra thì tụi em cũng đang cố gắng khắc phục dần chuyện đó. Bây giờ tụi em hiểu nhau hơn rồi, và khi mà cãi nhau thì hay giỡn nhau thế là thôi. Chỉ vậy thôi. Dạ. Còn Nghi thì chắc là dạ đúng rồi, em thì chỉ mong chồng em khỏe, với lại công việc của ảnh á thì ảnh bây giờ em muốn ảnh nghĩ cho cái cảm xúc của ảnh nhiều một chút, tại vì từ lúc mà ảnh gặp em á thì ảnh để cái cảm xúc của ảnh lên em nhiều quá. Nên em buồn vui sao là ảnh hưởng ảnh hết, như vậy thì ảnh không có làm việc của ảnh được. Nhưng mà với cái công việc của Đức á là làm ở tại nhà. Dạ đúng rồi. Vẽ những cái tranh đó mà up lên fanpage như vậy hoặc là trên các trang mạng xã hội như vậy á, thì cái thu nhập nó có ổn định không? Về công việc của em thì ngoài cái việc mà em làm cho các fanpage thì em cũng làm với vẽ cho theo nhu cầu khách hàng. Thì công việc freelancer thì nó sẽ không ổn định lắm, nhưng cái đó phụ thuộc vào danh tiếng của mình với lại nguồn khách của mình. Em có mong muốn chồng mình có một công việc mới và nó bền, nó ổn định hơn không? Dạ có, cái này thì em cũng có nói chuyện với chồng mà. Bởi vì bây giờ chồng lớn tuổi hơn, có gia đình rồi, cái suy nghĩ nó khác á.
Rồi cái công việc của chồng thì bây giờ mấy bạn trẻ cũng rất là nhiều, nên là em cũng mong mà chồng vẽ cái đó, vì chồng thích, chồng đam mê, chồng vẽ, nhưng mà đừng có áp lực kinh tế lên nó nữa. Rồi nếu mà được thì anh kiếm một cái việc khác ổn định hơn để anh làm. Thì cái này là em có nói với chồng em rồi. Hiện tại thì em vẫn lo kinh tế cho gia đình được, nên là em chỉ mong là sang năm thì anh cố gắng kiếm kinh tế ổn định hơn chút xíu là được rồi. Chứ em không có đặt áp lực nhiều. Không, thực ra là vậy nè. Cái hiện giờ á, nếu mà hai đứa không bị áp lực lắm về vấn đề kinh tế á, thì là cái công việc của Đức á, không phải là nhiều người làm đâu. Thực sự đâu có nhiều người làm đâu. Cho nên là thực ra với những cái người mà làm kiểu nghệ thuật này á, cái cơ hội nó ngộ lắm. Nó tới lúc nào mình không biết luôn. Đó, và khi nó tới rồi là mình đỡ không kịp luôn. Cái đó là nghiêm túc luôn. Đó, thì thành ra là ngay thời điểm này thì thứ nhất con của hai đứa còn nhỏ. Một đứa thì mới biết bò thôi, đứa thì chập chững thôi. Thì ít nhất á, là để con cứng cáp đã. Tại vì bây giờ á, không vợ thì phải là chồng, không chồng thì phải là vợ. Phải sát bên tụi nó. Nhất là trong cái thời điểm này dịch bệnh đủ thứ. Bắt buộc. Đó, thì cứ khoan đi. Khoan đi, và Đức vẫn cứ làm những cái việc mà Đức thích. Và cứ tích lũy cái tất cả những cái mà tích lũy về cái vốn liếng, về cái cảm xúc, về thành phẩm, tất tần tật mọi thứ. Cứ tích lũy đi. Rồi con nó cứng cáp một chút. Rồi cái lúc đó là bắt đầu mình mở cái quan hệ của mình ra ngoài. Thì là cái cơ hội nó tới lúc nào mình biết được. Bởi vì cái nghề này của bạn này giống như là nó một cái kho vậy đó, giống như người viết truyện, người viết sử vậy đó. Cái kho nó cứ ấp đầy một lúc nào đó là cứ lấy ra xài thôi. Chứ đó thì theo chị là như vậy. Cho nên là tụi em đừng có nôn nóng trong chuyện này, ít nhất dành cho con mình khoảng chừng 1-2 năm nữa để nó cứng cáp đi. Rồi mình tính tiếp. Trong thời gian này mình ấp, mình cứ dậy ra mình ấp, mình cất vô kho. Mình cất vô cái kho của mình. Lúc mình lấy ra mình xài thôi. Bây giờ đầu tiên gặp anh Bin là thấy có cơ hội rồi đó. Rồi, xin cảm ơn hai em. Và anh hy vọng rằng là sang năm mới khi mà bạn nhỏ bắt đầu là biết đi chập chững rồi đó, thì hai em sẽ bắt đầu hoàn thành cái ý định của mình, đó là có một cái tiệm bánh thật là lớn. Và thậm chí là anh cũng đang rất mong chờ cái đám cưới của hai em nha. Rồi xin cảm ơn hai em.